Đây chồng, đây là nỗi buồn khách cho leo cây là ngồi vậy nè, mỗi lần khách cho leo cây là em khổ vậy nè. Thì được chồng vuốt vuốt ve nữa. Buồn gì đâu, mẹ sư sáng thì cuộc hẹn 10 giờ, cái xin cho tao đổi xuống tới trưa đi cho 1 giờ. Được rồi 1 giờ tao mừng quá, tối cuối cùng 1 giờ không xuất hiện, gọi điện hỏi. Trời ơi tao quên rồi. Tao quên rồi. Tao quên rồi, cho tao lấy cuộc hẹn ngày hôm khác được không? Nó cho hôm lúc tối nay. Nó là quyền thứ ba, nó là tối nay, ở ngày hôm trước ngày khác hả? Em chỉ nghe nó nói là cho tao cuộc hẹn khác được không? Em nói không, tao không có thời gian. Và tức quá và cúp luôn. Bye bye. Hai lần trong một ngày thứ sáu mà trong khi bao nhiêu khách mình không vô được. Nổi điên, nổi nổi khùng muốn bứt tóc móc mắt. Nhưng Nhưng sao? sau sau đó buồn quá đi lên check cái băng ở trong ngân hàng thì phát hiện là thành phố nó mới cho 7.500 nữa. Bảy ngàn rưỡi Cái này là cửa cửa trên cửa trời rơi xuống trên trời rơi xuống, Bloomington. thành phố Bloomington nó cho. Không biết các bạn không ở trong cái Không ở trong quận, Bloomington. không ở trong cái quận Hennepin. Cái này của quận Hennepin, phải có cái business trong Hennepin mình apply cái hai. No, cái này của đường Sida thôi mà. Sao No, hôm bữa cái cặp kia nó vô nó... bloomingtonmn.org. Chứ nó không có đường Sida hả? Nếu mà sống trong Hennepin thì được. Apply 2 tháng là giờ nó mới cho. Còn hồi xưa mình apply cho cái lead gì đó của cái thằng home gì đó, 1.000 nó không cho, nó reject mình. Cái 1.000 nó không cho mà giờ nó cho Cho 7 ngàn 7 ngàn rưỡi rưỡi. Số luôn, số luôn. không Gì? cần show, Mà sao mẹ rồi? nhà băng không cần show. Nhà băng không cần show. Hôm nay 9/11. Oh, đây là 9/11. Hả? Là kỷ niệm 2001 đó. 9/11 bị máy bay đâm vô đó mà mình được 7 ngàn. Bảy ngàn Người ta rưỡi, buồn nhưng mình vui. 7.500 nó cho 7.500 luôn. Nhà 9/11 nè. Đấy, rưỡi với hôm, tiền hôm qua nữa nè. Oh my God. Tự nhiên Mừng nha, mình nhé. đang sáng giờ đang đang muốn cào đầu bứt tóc cái gì tức mấy cái con khách nó cà chớn với mình. Ai dè ngồi rảnh rảnh kiểm tra ngân hàng tự nhiên xuất hiện được 7.500 của thành phố cho. Cuộc đời được an ủi nha. Điên thiệt chứ. Nhưng mà thôi nói chung là vui rồi, như đây hôm nay không không làm ngồi nhịp giò thôi cũng vui. Đúng là thành phố của mình ở ngon thiệt nha. Ở Mỹ thôi nghe, ở Việt Nam ai cho các bạn đồng nào không? No, chỉ có ở Mỹ thôi. Ở Mỹ mới sướng. Nó thành phố cho, tiểu bang cho, chính Chính phủ phủ cho, liên cho, bang liên bang cho cho con mình 5 tuổi đó cho. quá trời cho. Yeah. Đúng là ở Mỹ ha, nhưng mà bù lại tiền đó là tiền mình đóng thuế nó chứ ai. Thì đó, bên bên Mỹ nó đánh thuế cao nhưng mà nó có những cái lợi ích này nè. Có những cái hiệp Tiểu hội này bang nào, tiểu bang nào đóng thuế cao thì tiểu bang đó được hưởng nhiều được quyền nhiều quyền lợi lợi hơn. hả, chứ không phải là giỡn. Chứ không phải là tiểu bang nào cũng được anh. Những cái tiểu bang mà nó không đánh thuế thu nhập á, nó đâu có mấy chương trình này đâu. Mai nhớ không, mình mai là nhớ À cha, con bướm, con ong gì nó bay vô kìa. nó no, cái con